Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi bắt cua. Mình còn không biết bắt cua. Một thời gian mình cứ đi theo anh Tư, mình 96 mình. Hôm nay mình cũng vẫn cố gắng hết sức để mình bắt cua, kiếm cua. Quay cho cả nhà xem. Cả nhà giờ hãy theo dõi chân mình nha. Bắt đầu mình đi. Giờ bắt đầu mình sẽ giao dần. Mình đi kiếm hang cua. Mình gặp gì mình bắt nấy cả nhà ơi. Mình cũng thời gian đi theo anh Tư mình, giờ anh Sáu. Mình cũng biết được chút. Để mình sẽ cố sức, hết sức để mình kiếm cua. Mình quay cho cả nhà xem. Bây giờ cả nhà để mình đi kiếm hang cua, rồi gặp mình sẽ quay cả nhà xem nha. Mình đi, mình gặp ốc len. Mình bắt ốc len luôn nha cả nhà. Mình gặp gì bắt nấy. Mình cũng cua gì cũng không có dành gì mấy. Rồi, mình đi, sẽ đi tiếp. Mình lỡ nãy giờ mình gặp được hang cua nè cả nhà. À. Mà không biết có ở hay không. Mình thọt móc vô coi. Mình không có biết giấu. Thành ra mình không biết có ở hay không. Lại có con nha nữa nè nha. Có con nha nữa. Nhưng mà bây giờ cửa này con nha nó ăn trên miệng. Rồi để mình cần ngách coi có không. Cần ngách coi cả nhà. Mình không có bắt cua. Mình thấy hang á, mình biết nhưng mà không biết giấu hang cua có ở hay không. Có nhà con xem cũng thông cảm cho mình. Đúng rồi cả nhà ơi, đụng cua rồi. Cua không biết bự nhỏ, đụng nó rồi. Cua lên rồi cả nhà ơi. Hồ cua đã quá. Lần đầu tiên bắt được con cua. Cả nhà ơi, con cua. Con cua quá bự luôn. Trời ơi, dữ ghê không. Rồi, để mình bắt nó, mình trói. Mình quay cho cả nhà xem. Cua. Lần đầu tiên bắt con cua. Cua này cỡ 3 lạng à cả nhà. Cua hiền khô. Rồi, mình tới cái nhà xem. Và cũng chỉ cho mình. Xong cả nhà ơi. Rồi, cả nhà theo chân mình đi tiếp nha. Đây, nãy giờ mình lội nè cả nhà. Rồi rồi, mình thấy giống cua bò nè. Hang này nè cả nhà. À, giống cua bò hang cả nhà. Và trời cái hang. Ngon quá trời. Đó, mình hang cả nhà. Để mình thọt móc vô. Mình coi nó ăn qua đâu. Mình cần ngách. Cái cua bự đó cả nhà. Nó càng cạn coi. Thôi, đụng cua luôn cả nhà ơi.
cuộn cái bần cả nhà. Cuộn cái bờ này cả nhà, mò cái này chưa? Mình thọc tay vô là bị cắn rồi. Đó, cuộn đó. Kẹp móc rồi. Các bạn không biết bắt cua nữa. Mình lấy cái này mình chặn nó để nó chạy xuống cái mình bắt khó lắm. Mình không biết bắt cua còn đó. Nó chạy xuống đó. Biết bắt cua chậm lắm. Gặp một cua là mừng à. Trời ơi, cá sẹp quá. Trời ơi, cá sẹp. Cá sẹp quá. Ôi lùi. Đây cho mình trói. Trời mừng lắm cả nhà ơi. Mình không biết bắt cua mà. Mà mình bắt được hai con rồi. Mừng quá. Mình hết biết luôn cả nhà ơi. Wow. Hết biết cua. Cua chắc. Trời ơi, cua chắc. Cua cả nhà. Quá đẹp. Rồi. Rồi mình đi tiếp nha cả nhà. Con mình đi, mình vừa đi vừa quay. Không có gì sơ sót, mong cả nhà thông cảm cho. Bây giờ cũng xế chiều rồi, mình đi về dài ra, mệt rồi, đi sáng giờ, mình đi đây về dài ra coi, mình có hên gặp được hang nào nữa không?
Bây giờ mình ra gần tới mé rồi. Đó, mé ngoài đó đó cả nhà. Đó, ngoài trống trống đó. Ra mé. Rồi mình lội dài dài lại vỏ. Đây ra tới đây cũng chưa có tới vỏ, mới tới mé thôi. Mệt thở. Rồi, đã mé xong. Mấy bước nữa được mé xong rồi. Qua thấy mé xong. Vỏ mình đậu hút đắng. Giờ mình lội là vỏ. Tới vỏ cả nhà. Rồi bị cạn vỏ, đậu bị cạn sáng mình đi sớm. Rồi bị cạn giờ mình lên đẩy xuống, mình tắm rửa. Rồi mình chạy về nhà, mình quay thành quả cho cả nhà xem. Cả nhà thấy hay đăng ký ủng hộ cho mình cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.